Rồi, xin chào cả nhà nha. Lại là em Hướng review đất đai đây. Hôm nay tranh thủ tí trời hè nắng sau những cơn mưa dài dằng dặc thì em lại tiếp tục đi review cho cả nhà mình lô đất rẫy tọa lạc tại xã Đắc Bục So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Ôm tầm khoảng 250 mét mặt tiền đường đất nha cả nhà. Cà phê già kinh doanh, trái rất đạt ạ. Thoải bằng tiếng gió, đường đi lối lại thuận tiện, view đẹp, nước thì mênh mông. Năm nay dự tính nguồn thu nó rơi vào tầm khoảng 3 tấn rưỡi nhân nha cả nhà, tổng diện tích 1,1 hecta. Cà phê già kinh doanh rất đẹp nha cả nhà, thế đất rất là thoải bằng, tiếng gió, đường rộng thanh thang, ô tô vào tận rẫy. Đường này thì sắp tới là đổ bê tông nha cả nhà. Sắp tới là đường này là mặt áo bê tông rồi. Đấy. Rẫy rất là bằng. Đường này ô tô đi tận nơi nha. Đây ra trục đường tỉnh lộ 611 tầm khoảng 1,5 cây số. Tưới thì tưới hồ thủy lợi mênh mông nước. Đấy. Cà rất đạt trái nha cả nhà. Dùng là lô này chưa sổ nhưng mà đất địa phương quản lý đã đo đạc và đang đợi cấp sổ. Lô này thì cả nhà mình mà ai mà phân lô tách thửa thì cũng được này. Mặt tiền đường dài, thế đất rất là đẹp. Cả nhà mình ai có nhu cầu thì cô em để đi xem thực địa nhá. Dùng đất thì đất này thì không có chê được rồi. Đấy, đất thì không có chê vào đâu hết ạ. Cà thì cũng là rất là đạt. Năm nay dự tính thu thì tầm khoảng 3 tấn rưỡi 4 tấn nhân. Giá chủ nhà đưa ra cho thời điểm hiện tại là 990 triệu. Thu xong vụ thì cái lô đất nó rơi vào tầm khoảng 500 mấy 600 nha cả nhà. Đấy, cả cũng rất là đạt. Đấy, cả nhà mình ai quan tâm thì cô em đi xem thực địa nhá. Đấy, cả nhà mình thấy sáng nay em chưa ăn đói bụng em làm biển rồi toàn cảnh nhưng mà cả nó rất là đều rất là đạt trái nha cả nhà. Rồi, cả nhà mình ai quan tâm thì cô em đi xem thực địa nhá.